Đến rạp BHB là có tất cả khi đi xem phim. Rạp ngay trung tâm nè, bắp rang ngon nhất nè, nhân viên dễ thương phục vụ hết mình, giờ nào cũng có suất nè. Nhiều khuyến mãi lại có phim mới dài dài, người nổi tiếng hay lui tới mình vừa mới gặp ở bên ngoài. Cộng rạp hiện đại đến một lần là bạn đến hoài. Ê nói nè, TV gấu là hết bài. BHD TV gấu là hết bài. Be your own star.